Chào bác ạ. Bác chào các trường. Chào bác ạ. Hôm nay có một người bạn ở làm rất muốn tìm hiểu nguồn gốc ý nghĩa cũng như là cách làm của bánh trưng này, bác có thể giúp chúng tôi được không ạ? Các chuẩn bị làm đây, cái này hôm nay các cháu sẽ vào làm cùng bác nhé. Vâng, may quá, cháu cảm ơn ạ. Cảm ơn bác ơi, dùng một ớt để nhầm tờ ho hay ho cho sức khỏe không ạ? Đúng rồi cháu ạ. Nghề thái của bác thì đây là cái cây nước mắt nhé. Ngoài cái lá và những quả của nó mình có thể làm dùng làm thức ăn, và vỏ cây là mình có thể dùng làm nó như là cái thuốc kháng sinh chống chỉ viêm xương vấy này, giải độc rất là tốt. Theo lời bác kể, ngày xưa ông tổ của người Thái đen tên là Lạng Trượng có hai người vợ là người Thái đen và người Khơ Mú. Người Thái đen đã sáng tạo ra bánh chưng đen, ban đầu có dáng hai bàn tay úp vào nhau hình núi đồi, tượng trưng cho sự hòa hợp với thiên nhiên, yêu thương đùm bọc nhau giữa các dân tộc. Bánh chưng đen hay còn gọi là khẩu tổm, cũng giống như bánh chưng xanh truyền thống, là biểu trưng cho sự hòa hợp giữa đất trời được dâng lên tổ tiên vào mỗi dịp lễ Tết. Tuy nhiên, điểm khác biệt và làm nên sự độc đáo của bánh chưng đen chính nằm ở màu đen của bánh. Nguyên liệu và cách làm bánh chưng đen cũng giống như bánh chưng xanh truyền thống. Tuy nhiên, điểm độc đáo nằm ở hương vị, màu sắc và cách gói bánh. Bác không hề ngần ngại chỉ cho chúng tôi tất thảy những bí quyết để làm một chiếc bánh chưng ngon. Bác cũng tỉ mỉ hướng dẫn chúng tôi cách gói bánh chưng đen, khó hơn rất nhiều so với gói bánh chưng vuông. Chiếc bánh chưng đen có hình hai bàn tay úp vào nhau hoặc có hình tròn, dài khoảng 20cm, đường kính 5-6cm. Chiếc bánh thể hiện sự khéo léo của đôi bàn tay người phụ nữ Thái. Con gái Thái phải biết gói bánh chưng đẹp, khi bóc ra bánh phải đen ánh, mềm, dẻo, đủ vị thì mới là người con gái khéo léo, đảm đang, sẽ là người vợ hiền, người con dâu tốt. Em đố chị biết mình luộc bánh chưng trong khoảng bao lâu thì mình có thể ăn được ạ? Năm mươi phút. Hai tiếng phải không? Hai người bác ơi, có phải là luộc bánh chưng khoảng 8 đến 12 tiếng chúng ta mới có thể ăn được không? Thời gian ngồi trong nồi bánh chưng có lẽ luôn mang lại cho bất cứ người Việt Nam nào những cảm xúc đặc biệt mà ngôn từ chẳng thể nào diễn tả được hết. Trong lúc chờ, chúng tôi còn được bác Quyết kể cho nghe những câu chuyện ngày xưa về nghĩa lộ. Nghĩa lộ tưởng chừng nhỏ bé, nằm trong lòng chảo Mường Lò, nhưng đã từng là căn cứ chiến lược khá quan trọng của Tây Bắc, đã gồng mình lên chiến đấu với biết bao thế lực giặc ngoại xâm trong mấy ngàn năm dựng và giữ nước. Người Mường Lò không chỉ hăng say lao động, sáng tạo văn hóa mà còn có tinh thần kiên cường chống giặc, có niềm tự hào và tình yêu to lớn với quê hương, tổ quốc. Là cái nôi chung sống của 17 dân tộc anh em, Nghĩa Lộ chính là vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa riêng, hội tụ thành nét văn hóa Mường Lò. Từng sắc màu văn hóa thể hiện qua những bộ trang phục độc đáo, những món ăn thật lạ nhưng cũng thật gần gũi, thân quen, qua lối sống mộc mạc mà ấm áp. Từ những câu hát, điệu xòe mà cứ nghe, cứ nhìn, người ta lại muốn thêm một lần được trở về, hòa mình vào đó. Tới đây, Mường Lò sẽ hân hoan đón nhận bằng của UNESCO, ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò với quy mô hết sức hoành tráng. Nghĩa Lộ đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, từ một mảnh đất vùng cao thiếu thốn, vươn tới một thành phố tương lai giàu mạnh, luôn giữ gìn bản sắc nhưng cũng không ngừng hội nhập phát triển, thụ hưởng những ưu ái của thiên nhiên để thúc đẩy du lịch, kinh tế, xã hội. Cứ say sưa nghe những dòng tâm sự của bác về Nghĩa Lộ thân yêu, cả chục tiếng đồng hồ cũng nhanh chóng lắng chìm vào niềm kiêu hãnh về quê hương của mình. Mùi bánh chưng đã thơm lừng căn bếp, chúng tôi háo hức vớt bánh ra cho ráo nước và bớt nóng. Bác chu đáo gói ghém cho chúng tôi mỗi người mấy chiếc đem về. Người Mường Lò là thế, luôn hiền hòa, mến khách, khiến ai đến thăm cũng vương vấn, chẳng muốn rời đi. Chào tạm biệt gia đình bác, chúng tôi trở về, đem theo những chiếc bánh chưng đen như mang bên mình cả một truyền thống, bản sắc văn hóa Mường Lò vậy. Hương vị bánh chưng cứ phảng phất bay theo chúng tôi trên những con đường về.